Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn tới với RTK Radio, một chuyên mục mới trên kênh RTK Media, dự kiến lên sóng đều đặn vào tối thứ tư cách tuần. Đây là chuyên mục nơi chúng mình sẽ tập trung khai thác nội dung và kể cho các bạn nghe những ngoại truyện nằm trong novel, graphic novel, manga, vân vân. Nhóm Hứa Hẹn sẽ đem tới cho các bạn những đầu truyện vô cùng thú vị chưa từng được đề cập tới trong mạch chính truyện của bộ phim. Và để khởi động cho chuyên mục này, chúng ta cùng đến với Kamen Rider Ryuki: War of If, một tiểu thuyết của Kamen Rider Ryuki nằm trong Six Hero Saga, ra mắt hàng tháng trên tạp chí Hoppy Japan từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2005. Câu chuyện kể về những diễn biến mới và một cái kết khác cho cuộc chiến sinh tồn tàn khốc của các rider trong thế giới gương. Giờ, không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Kamen Rider Ryuki, War of If, biến thân 1, Ryuki Ryuga, người dịch Kami. Đây có lẽ là khoảng thời gian yên tĩnh nhất từng có ở quán trà Atori. Shinji không nói một lời nào, cũng như Ren và Yui đang chăm chú nhìn vào điện thoại của anh, đọc bài viết trên tạp chí Ore. Luật sư Kitaoka Suichi, 30 tuổi, được phát hiện là đã chết trong căn hộ riêng vào hôm nay. Mặc dù anh đã gây thù oán với rất nhiều người, kể cả tên sát nhân hàng loạt Asakura Takeshi, kẻ vẫn còn đang nhẩn nhơ chạy trốn, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm ra được nghi phạm. Một vài nguồn tin cho biết hiện anh ta đang mắc một căn bệnh ung thư, mặc dù người giúp việc của anh ta không xác nhận cũng như không phủ nhận việc này. Bài viết của Reiko tuy ngắn do không có đầy đủ thông tin nhưng đã cho họ biết điều họ cần biết. Ren rời mắt khỏi màn hình điện thoại và nói, vậy đó là sự thật. Shinji gật đầu. Sau đó Reiko-san đã muốn phỏng vấn Goro-san, nhưng tôi đã nói với chị ấy là tôi sẽ đi trước để kiểm tra, vì anh ta và Kitaoka-san rất thân với nhau mà. Tôi không biết sao cậu lại muốn dính vào chuyện này nữa, Ren bắt đầu nói. Ngay lập tức Yui lườm anh ta. Ren, cô biết điều đó nghĩa là gì mà? Ren nhắc cho họ nhớ, một rider khác đã ngã xuống, vậy là bớt được một đối thủ phải chiến đấu. Giờ chỉ còn lại Oja và Tiger. Yui nhìn đi chỗ khác, còn Shinji thì nổi nóng. Ren chưa bao giờ thất bại trong việc chọc tức Shinji khi nói về Rider War bằng cái thái độ lạnh lùng chết tiệt đó. Nhưng lần này Shinji không nhịn được nữa. Anh ta lao đến nắm cổ áo Ren. Có thể cậu nghĩ như vậy, nhưng tôi thì không. Vừa có một người chết, vậy mà cậu chỉ nghĩ đến cuộc chiến thôi à? Anh ta có là rider hay không cũng đâu quan trọng. Cậu nên quan tâm một chút đi chứ, vì anh ta vẫn là con người mà. Shinjuku. Yui vừa khóc vừa nhảy vào giữa hai người họ trước khi có chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Yui đặt tay lên vai Shinji và cố làm anh bình tĩnh lại. Làm ơn đi, giờ hai người có đánh nhau cũng không thể giải quyết được gì cả. Hoặc khi cậu quên mất bài viết nói gì. Dù sao, Kitaoka cũng đã mắc bệnh rồi, Ren nói. Anh ta có là rider hay không cũng đâu quan trọng. Anh ta cũng không còn nhiều thời gian nữa và anh ta biết điều đó. Nếu cậu nghĩ việc dừng cuộc chiến sẽ có thể ngăn cản được việc đó thì... Ren không nói hết câu mà để cho Shinji tự hiểu, nhưng Shinji vẫn giận dữ liếc Ren. Sau đó anh lùi lại và nói, tôi đi ra ngoài đây, nếu có ai đó tìm tôi, bọn tôi sẽ cho họ biết, Yui hứa. Shinji gật đầu trước khi lườm Ren rồi lần cuối bước ra ngoài. Đường đến nhà Kitaoka không xa lắm, nhưng dù có nằm ở phía bên kia đất nước đi nữa thì cũng không đủ dài để làm dịu tâm trạng của Shinji. Không ai có thể làm tổn thương anh như Ren đã làm. Mặc dù Shinji nghĩ rằng hai người là bạn của nhau, nhưng điều đó lại càng khiến anh tức giận hơn mỗi khi Ren cố chấp đâm đầu vào chiến đấu với các rider khác. Anh hiểu được cảm giác của Ren khi phải chiến đấu, nhưng điều đó cũng không làm nguội đi cơn giận của mình khi Ren xem việc giết người khác là chuyện rất bình thường, rồi nói Shinji là con người có đầu óc đơn giản. Shinji dừng xe rồi bỏ mũ bảo hiểm ra, cố bình tĩnh lại một chút. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi anh đi nói chuyện với Goro trong cơn giận như thế này cả. Goro đã cố gắng ở đó vì đối với anh ta, Kitaoka như một người bạn, hay ít nhất là một người thân thiết hay bất kỳ mối quan hệ nào khác giữa họ. Khi đi chậm lên cầu thang, Shinji thấy cánh cửa hé mở ra một chút, sự thật là nó đã bị phá tung. Trong lòng lo lắng, Shinji chậm rãi tiến đến nhìn qua khe cửa. Bên trong ngôi nhà hoàn toàn tan nát, những cuốn sách và những tác phẩm nghệ thuật rơi vỡ khắp sàn nhà. Trong phút chốc, anh đã muốn gọi cho Goro, nhưng nghĩ lại thì không nên vì rất có thể Goro đang gặp nguy hiểm và bất kỳ tiếng động nào cũng có thể khiến anh bị giết. Vì vậy, Shinji thận trọng tiến vào bên trong, cố tránh đạp phải những món đồ dưới sàn. Và phía dưới bàn làm việc của Kitaoka là Goro đang nằm bất tỉnh. Trên cổ anh ta là vết thương bầm tím, nhưng có ai đó đã muốn siết cổ chết anh ta, và vết thương trên đầu chảy máu từ một cú đánh khá nặng. Shinji nhanh chóng kiểm tra mạch của Goro và thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn đập. Goro-san, Shinji khẽ gọi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã làm thế với anh? Nhưng trước khi Goro tỉnh lại, Shinji nghe thấy tiếng kính vỡ từ phía sau nhà. Kẻ tấn công vẫn còn ở đây và hắn chưa xong việc. Lấy mũ bảo hiểm của mình làm vũ khí, Shinji khẽ tiến đến nơi phát ra những âm thanh đổ vỡ. Anh không biết kẻ tấn công là ai, nhưng biết hắn rất nguy hiểm.
Những vết thương của Goro do hắn gây ra đã chứng tỏ điều đó, bắt buộc Shinji phải từ từ tiếp cận hắn. Bất ngờ điện thoại anh reo lên, Shinji phát ra một tiếng kêu hốt hoảng trước khi đặt chế độ điện thoại sang hộp thư thoại. Nhưng đã quá muộn, kẻ tấn công tiến đến anh và nhờ vào phản xạ trong việc chiến đấu của việc làm rider mà anh đã nhanh chóng đưa mũ bảo hiểm lên đỡ trước khi ăn trọn một cú đánh từ món đồ của Kitaoka. Trong khoảnh khắc đó, Shinji đã kịp nhìn thấy mặt của kẻ đã tấn công Goro, Asakura. Tên sát nhân hàng loạt lại vung bước tận nhỏ một lần nữa, nhưng lần này là đánh vào tay Shinji và đẩy anh vào khung cửa sổ. Một lần nữa, Shinji đưa mũ bảo hiểm lên để đỡ lấy bất kỳ đòn tấn công nào đang đến, nhưng Asakura lên gối Shinji, buộc Shinji cúi người, một tay ôm bụng, còn tay kia đưa mũ bảo hiểm lên. Chiếc điện thoại của Shinji lọt vào tầm nhìn của Asakura. Lo sợ Shinji sẽ trả lời điện thoại và bên kia có ai đó đang nghe thấy sẽ báo cảnh sát, hắn lập tức bỏ trốn. Thở phào nhẹ nhõm, Shinji ngồi dựa vào bức tường một chút trước khi nhớ ra Goro vẫn đang bị thương. Anh chạy đến chỗ Goro. "Này, tỉnh lại đi." Goro rên rỉ đau đớn và mở mắt ra. Phải mất một lúc anh ta mới có thể nhận ra Shinji, cố gượng hỏi. "Cậu là..." "Anh có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?" Shinji hỏi. Với sự giúp đỡ của Shinji, Goro đã đứng dậy được, nhưng Shinji do dự buông anh ta ra vì sợ anh ta sẽ ngã xuống sàn. Asakura đã xông vào đây. Hắn muốn biết Sensei đang ở đâu. Hắn không tin khi tôi nói Sensei đã... Có một cảm giác cực kỳ khó chịu trong lòng Shinji, như thể anh vừa nuốt một hòn đá vậy. Cảm giác đó tương tự như lúc mà anh biết được tin từ Reiko. Và anh nhận ra rằng Asakura hẳn đã cảm thấy một cú sốc và mang trong mình sự hoài nghi tương tự. Hắn ta đã dành rất nhiều thời gian trong cuộc chiến chỉ để đánh bại Kitaoka. Hắn ta đã luôn khao khát để thực hiện điều đó. Lần đầu tiên trong đời, Shinji cảm thông cho kẻ giết người hàng loạt ấy. Hắn có... Thật khó để hỏi câu này, nhưng Shinji biết rõ Asakura mà. Hắn đã cho contract monster của Shibaura và Tezuka vào bộ sưu tập của mình sau khi giết họ. Rất có thể, hắn cũng làm điều tương tự với Kitaoka. Anh hỏi, hắn có lấy đi thứ gì không? Deck của Kitaoka chẳng hạn. Không. Goro trả lời rồi từ từ tiến đến bàn, lấy từ bên dưới ra bộ deck. Tôi nghĩ mình có thể sử dụng nó để chiến đấu với Asakura. Nhưng có vẻ nó chỉ làm hắn ta tức giận hơn thôi. Cũng đúng, Shinji lẩm bẩm. Việc đó ủng hộ giả thuyết của anh, Asakura muốn chiến đấu với Kitaoka chứ không phải là Zoda. Tôi sẽ gọi cho bệnh viện, anh chịu được cho đến khi xe cấp cứu thương đến đây không? Ừ, Goro trả lời. Làm ơn, hãy ngăn Asakura lại. Shinji gật nhẹ đầu rồi chạy ra khỏi cửa. Trong những hoàn cảnh bình thường thì Shinji chỉ việc biến thân rồi đi vào Mirror World ngay tại nơi anh đứng. Nhưng lần này sẽ có nhân viên y tế và cảnh sát ở đó khi anh quay lại. Hơn thế nữa, anh muốn chắc rằng Asakura đã vào trong Mirror World thay vì đang hung hăng quậy phá bên ngoài. Và có một điều có lợi cho Shinji, đó là với chiếc xe máy của mình, anh có thể bắt kịp Asakura đang chạy bộ. Khi Asakura nhìn thấy anh, hắn dừng lại cạnh một chiếc ô tô gần đó rồi rút bộ đách ra. Henshin. Shinji đã không lãng phí một giây nào khi nhìn thấy Oja bước vào Mirror World. Anh bước xuống xe và đưa deck của mình lên phía trước gương. Sẽ khôn ngoan hơn khi gọi Ren đến để viện trợ, nhưng anh e rằng càng để lâu thì Asakura sẽ gây ra nhiều chuyện hơn. Nên anh đưa tay chéo qua trước mặt, tay kia đặt deck vào vi bắc cổ. Ocha quay người lại khi Ryuki xuất hiện ngay phía sau hắn. Cả hai im lặng một lúc. Rồi với hy vọng rằng những lý lẽ của mình có thể ngăn Oja lại, Ryuki nói: "Tôi hiểu được cảm giác của anh ngay lúc này, để Kitaoka-san. Nhưng vẫn còn cơ hội để chúng ta có thể dừng..." Oja ngắt lời bằng một nhát chém. Đòn tấn công bất ngờ đến nỗi Ryuki không kịp trở tay và đẩy anh lui về phía sau. Nhưng anh đã thấy một đòn khác đang đến và anh nhanh chóng né kịp, rồi đưa tay vào deck của mình rút ra một lá bài. Oja tiến đến với thanh kiếm, đưa cao lên định chém, nhưng Drag Raider đã kịp chuyển thanh kiếm đến và Ryuki có thể ngăn chặn được đòn tấn công. "Asakura, anh không còn lý do để chiến đấu nữa. Kết thúc rồi." Shinji hét to. "Tao đang rất điên đây. Khi biết rằng Kitaoka đã chết và tao không còn cơ hội để giết nó." Oja vừa nói vừa lắc nhẹ cổ. Ryuki không thể tin được những lời nói đó. Hắn đột nhập vào nhà rồi tấn công cả anh và Goro chỉ vì đang nổi điên. "Nhưng tao nghĩ bây giờ mày đang còn điên hơn cả tao đấy." Oja lại tấn công Ryuki. Anh đã đoán trước được đòn tấn công và nhanh chóng sử dụng God Pen. Thanh kiếm bị dội lại tạo cơ hội cho Ryuki phản công bằng thanh kiếm của mình. Nhưng dù có nỗ lực thế nào thì đòn đánh của anh cũng không nhằm nhò gì với Oja. Hắn bắt đầu điên cuồng rồi Ryuki vào thế bất lợi. Trận chiến này tiến đến gần một trận chiến khác. Ryuki bất ngờ khi nghe giọng nói của Ren. Nike đang chiến đấu trong vô vọng chống lại Alternative.
và Ryuki ngay lập tức biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với Yui. Thoát khỏi trận đấu giữa anh và Ocha, Ryuki lao đến giúp Knight, tung ra một nhát chém bay alternative vào tòa nhà gần đó. Ren, Yui-chan đâu rồi? Ryuki hỏi trong sự hoảng sợ. Alternative đã bắt cô ấy. Knight giải thích mọi chuyện. Tôi đã bảo cô ấy chạy đi. Sự hoảng sợ ngày càng lớn hơn. Vậy cô ấy vẫn đang ở trong Mirror World? Đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Cậu đã không trả lời điện thoại. Khoan đã, người gọi là cậu à? Thường thì Ren không gọi giúp đỡ, đặc biệt là khi anh ta và Shinji vừa cãi nhau. Tại sao? Knight đang căng thẳng và Ryuki biết anh không chỉ lo cho mỗi Yui. Ryuki hỏi, là Eri-san phải không? Knight đột nhiên hét lớn, đẩy Ryuki sang một bên. Ryuki đập mạnh đầu xuống đất khá đau. Anh lồm cồm bò dậy nhìn quanh để rồi thấy Ren đang gặp đôi thân của mình để đỡ đường kiếm của Ocha. Lúc này là Ren chứ không phải trong thân phận Knight nữa. Ren ngã xuống đất và Ocha vung kiếm lên. Ryuki vội sử dụng lá bài hợp đồng để gọi Drag Rider đến dùng lửa thổi bay Ocha. Với sự hỗ trợ của Drag Rider, Ryuki chạy đến chỗ Ren. Đường kiếm đã cắt một vệt khá dài ngay trên ngực Ren. Vết cắt dài nhưng không sâu, lộ rõ ra ngay trên tấm áo rách tả tơi. Đách của anh ta đã bị phá vỡ thành từng mảnh, nằm dưới mặt đất do hứng toàn bộ lực từ đòn tấn công. Nó đã cứu mạng anh, nhưng được bao lâu chứ? Ren, cậu đứng dậy được không? Ryuki hỏi vậy, nhưng rồi anh đặt cánh tay của Ren quanh cổ để giúp Ren có thể đứng lên. Anh ghét phải làm Ren bị thương, nhưng anh biết rõ rằng họ phải nhanh lên vì không còn bao lâu nữa, Ren sẽ bắt đầu tan biến. Cậu vào đây từ chỗ nào vậy? Shinji hỏi. Liệu anh có thể đưa Ren trở về từ lối mà anh ta đã vào khi không có deck không? Mà cũng đâu cần, Monster cũng có thể đến thế giới thật được mà. Thôi kệ đi. Drag Rider! Con rồng gầm lên rồi bay đến một cái cửa sổ gần đó mở đường cho Ren. Ryuki theo đó trở về thế giới thật. Khi về đến nơi, anh đặt Ren nằm trên mặt đất rồi quỳ xuống bên cạnh, bỏ mặc sự hiện diện của Drag Rider trong thế giới loài người. Cậu ổn không? Anh hỏi khi nhìn một cách lo lắng vào vết cắt của Ren. Cậu nên đến bệnh viện. Cố hết sức đứng dậy, Ren nhấn mạnh. Tôi sẽ chăm sóc vết thương sau, rồi bỏ đi với ánh mắt nhìn xa xăm. Ryuki do dự hỏi, là Eri-san phải không? Ren không trả lời, anh nói tiếp. Được rồi, cậu đến bệnh viện để kiểm tra Eri-san, còn tôi sẽ cứu Yui-chan. Cậu không có cơ hội đâu. Ren lắc đầu phản đối. Lần này bọn chúng còn đông hơn nữa. Có nhiều hơn 2 alternative sao? 12 tên cùng một tên Tiger đã rất vất vả cho họ rồi. Giấu đi sự sợ hãi của mình, Ryuki khẳng định. Tôi sẽ tìm cách đối phó, giờ đi đi. Nhìn về phía Drag Rider lúc này đang quay trở lại Mirror World, Ryuki nhanh chóng theo sau. Lần nào cũng thế, trước khi biến thân và tham gia vào trận chiến, Shinji luôn cảm thấy hồi hộp. Nhưng kỳ lạ là anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng. Thế nhưng hiện tại, chính giây phút này, sự hồi hộp bị lu mờ đi bởi nỗi lo âu. Ren lúc này có vẻ đã an toàn, nhưng liệu sau này sẽ thế nào thì chỉ có trời mới biết. Deck của anh ta đã bị phá hủy, chẳng có gì đảm bảo rằng Darkwing sẽ không săn lùng và ăn tươi nuốt sống anh ta. Yui thì vẫn đang gặp nguy hiểm. Tệ hại hơn nữa, số lượng kẻ thù đứng sau vụ việc này quá đỗi mập mờ. Không chỉ vậy, Asakura vẫn còn đang tự do và đang trong cơn điên cuồng. Chưa kể đến Kanzaki Shiro và mưu đồ của hắn nữa. Chắc hẳn hắn cũng dính dáng đến vụ này. Ren đã đúng, anh ta đã phải gánh vác quá nhiều. Cách duy nhất mà Ryuki có thể vượt qua được cửa ải đầy gian lao này là xử lý cho thật khéo từng bước một. Shinji nghĩ rằng hẳn là anh sẽ phải lo liệu cho xong hết những việc sắp xảy ra trước khi dính líu đến những vấn đề còn lại. Có lẽ việc đầu tiên phải xử lý mọi chuyện về tên Ocha trước. Lúc này hắn đang chiến đấu với Tiger. Tạm dừng câu chuyện lại tại đây. Đây là phần 1 trong chuỗi video về Kamen Rider Ryuki World of If. Sẽ còn rất nhiều phần tiếp theo cho tới khi câu chuyện xoay quanh cuộc chiến tàn khốc này khép lại. Cho tới lúc đó, hãy cùng theo dõi những clip mới nhất trong chuyên mục RTK Radio của nhóm chúng mình nhé. Mình xin nhắc lại về lịch lên sóng của chuyên mục này. Clip sẽ được đăng tải đều đặn vào tối thứ tư cách tuần. Nếu các bạn yêu thích những sản phẩm của RTK Media, hãy like, share và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ nó nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!